Chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Bảo tàng và những câu chuyện kể do Bảo tàng Đà Nẵng thực hiện. Đây là số thứ tư và tôi là Khánh Vy, người kể chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình podcast 3 của Bảo tàng Đà Nẵng, chúng tôi đã kể cho các bạn nghe câu chuyện về Hải Vân Quan, thiên hạ đệ nhất hùng quan. Hải Vân Quan có một vị trí chiến lược quan trọng và cũng là pháo đài phòng thủ trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc suốt nhiều thế kỷ qua. Đặc biệt là chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan vào ngày 25 tháng 9 năm 1952. Hiện nay, bia chiến thắng đồn nhất nằm trong khu di tích cấp quốc gia Hải Vân Quan, ngay tại ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đồn nhất là tên gọi khác của cổng Hải Vân Quan. Cuối năm 1946, sau khi trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, thực dân Pháp đã tận dụng, cải tạo và củng cố đồn nhất thành một điểm quân sự kiên cố với nhiều công sự vững chắc. Địa hình khu vực quanh đồn hiểm trở, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Bao quanh đồn có tường cao 3m, dày 1m, được xây bằng đá để kiểm soát lưu thông trên đường đèo, ngăn chặn sự kết nối của quân ta ở liên khu 5 với chiến trường Bình Trị Thiên. Năm 1952, khu ủy Bộ Tư lệnh Liên khu 5 quyết định mở chiến dịch hè thu tiến công Quảng Nam Đà Nẵng nhằm mở rộng vùng du kích, phá thế uy hiếp của địch, tác chiến tiêu diệt địch, bồi dưỡng lực lượng ta và phối hợp với chiến trường Bình Trị Thiên. Hướng chính của chiến dịch là phía nam sông Cẩm Lệ trở vào, hướng phụ là từ bắc sông Cẩm Lệ đến đèo Hải Vân. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có Trung đoàn 803 và lực lượng vũ trang của tỉnh. Nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch hè thu năm 1952, Trung đoàn chủ lực 803, trong đó có tiểu đoàn 59, đã hành quân liên tục 18 ngày đêm, vượt hàng trăm cây số từ Bình Định qua Quảng Ngãi ra đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Trung đoàn chủ lực 803 xuất hiện tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng đối với tiểu đoàn 59 thì sự trở lại lần này hết sức có ý nghĩa. Sự trở lại của những người con trên mảnh đất đã khai sinh ra tiểu đoàn. Nhờ sự đùm bọc, che chở của nhân dân Quảng Đà và sự phối hợp nhịp nhàng với du kích, bộ đội địa phương, tiểu đoàn 59 đã liên tục lập các chiến công tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Chiến dịch hè thu năm 1952 trên chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng đã giành được nhiều thắng lợi. Để kết thúc chiến dịch hè thu, ta cho mở đợt tiến công vào cứ điểm đồn nhất trên đỉnh đèo Hải Vân, nay thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Trận đánh lần này do đại đội 6 của tiểu đoàn 59 chủ công. Bên cạnh đó còn được chi viện một trung đội của đại đội 4 và sự hỗ trợ của bộ đội du kích địa phương. Đây là trận đầu tiên ta chủ động tiến công trực tiếp vào trụ sở đầu não của địch trên đỉnh đèo Hải Vân. Đúng 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 1952, trời tối đen như mực, mưa tầm tã và mây mù bao phủ. Quân ta bất ngờ nổ súng tiến công đồn nhất mà quân địch không hề hay biết. Mở đầu trận đánh, khối bọc phá 20kg của ta được điểm hỏa phát nổ, long trời lở đất. Nhưng lô cốt địch quá dày nên không sập nổi. Ban chỉ huy đại đội quyết định thay đổi chiến thuật, lệnh cho bộ phận hỏa lực tích cực chế áp các hỏa điểm địch, sử dụng thang dựng vào thành lô cốt để bộ đội leo lên đánh thủ pháo, lựu đạn. Tuy nhiên, lô cốt địch quá cao, bộ đội ta nối hai thang vẫn không thể lên đến đỉnh. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Dương nhanh trí bắt thang leo lên lô cốt. Nhưng do thang ngắn, anh liền kề vai mình làm trụ để anh em trèo lên nhảy vào. Sau giây phút kinh hoàng vì bất ngờ, địch trong đồn bắn ra dữ dội, tiểu đội trưởng Nguyễn Bá Dương bị trúng đạn, bị thương nặng. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt thang, đồng đội tiếp tục vượt qua vai anh tấn công vào lô cốt địch. Lô cốt địch bị diệt, tạo điều kiện cho các tổ xung kích xông lên tiêu diệt đồn. Quân địch dựa vào công sự, hầm lũy kiên cố tiếp tục chống trả quyết liệt,
nhưng đã bị các tổ xung kích, các mũi tiến công của ta dưới sự yểm trợ tích cực của hỏa lực thực hiện thọc sâu, chia cắt, dùng thủ pháo, lựu đạn tiêu diệt từng bộ phận, từng hỏa điểm địch. Sau 2 giờ chiến đấu ngoan cường, ta đã tiêu diệt cứ điểm Đồn Nhóc, bắt sống và thu quân trang, quân dụng, vũ khí của địch. Trong trận đánh này, đồng chí Nguyễn Bá Dương cùng 6 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Tinh thần chiến đấu quả cảm, mưu trí, sáng tạo và tấm gương hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 59 sẽ sống mãi cùng non sông, đất nước. Chiến thắng Đồn Nhất năm 1952 của tiểu đoàn 59 gắn liền với Hải Văn Quang, thiên hạ đệ nhất hùng quang, đã đi vào lịch sử. Năm tháng trôi đi, nhưng thắng lợi, tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng Đồn Nhất, Hải Văn Quang vẫn còn nguyên vẹn. Đà Nẵng kiên cường đã và đang từng ngày đổi mới, phát triển. Nhưng ký ức về những tháng ngày gian khổ, ác liệt để làm nên chiến thắng hào hùng sẽ mãi trong tâm trí của chúng ta. Trận tiến công Đồn Nhất năm 1952 trong kháng chiến chống Pháp càng khẳng định ý nghĩa của câu nói đèo Hải Vân là mồ chôn giặc Pháp. Hải Vân cao ngất tầng mây, giặc đi đến đó bỏ thay không về. Để ghi dấu những sự kiện tại đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp trùng tu tôn tạo bia chiến thắng Đồn Nhất và khánh thành bia chiến thắng Đồn Nhất Hải Văn Quang vào ngày 23 tháng 9 năm 2022, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất Hải Văn Quang 25 tháng 9 năm 1952, 25 tháng 9 năm 2022. Hiện nay, di tích các quốc gia Hải Văn Quang đã mở cửa đón khách vào ngày 1 tháng 8 năm 2024, thu hút rất đông du khách đến tham quan hàng ngày. Và trong hành trình tour Hải Văn Quang của mình, hãy nhớ dừng chân tại bia chiến thắng Đồn Nhất Hải Văn Quang bạn nhé. Đây là địa chỉ đỏ quan trọng để tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của dân tộc. Và Bảo tàng Đà Nẵng chắc chắn rằng khi đến nơi này, các bạn sẽ thêm yêu những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, thêm trân quý cuộc sống hòa bình mà ông cha ta đã chiến đấu, hy sinh để giành lại cho chúng ta hôm nay. Tàu Việt Nam đi xuống muôn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi, nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao, trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những câu chuyện tiếp theo trong chương trình podcast Bảo tàng và những câu chuyện kể.